ông Lê Anh Tú, hay còn được biết đến với tên gọi khác là Thích Minh Tuệ, đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Ông Thích Minh Tuệ đã có 6 năm thực hành phương pháp tu học hạnh Đầu Đà theo lời Phật dạy. Sự việc ông Thích Minh Tuệ dừng việc hành bộ đã khiến dư luận xôn xao. Từ đây, dư luận đặt ra câu hỏi hiện tượng Thích Minh Tuệ thực sự đã ngã ngũ sau một tháng phủ sóng mạng xã hội. Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Một tháng phủ sóng mạng xã hội, hiện tượng Thích Minh Tuệ đã ngã ngũ. Sự việc sư Thích Minh Tuệ trở thành hiện tượng hot trên mạng xã hội khi nhiều YouTuber, TikToker tụ tập quay clip, livestream làm xáo trộn cuộc sống, sinh hoạt của người trong cuộc, tạo dư luận nóng trong xã hội. Mặc dù sư Thích Minh Tuệ đã đề nghị các YouTuber không đi theo, không tụ tập, không quay clip ông đang lên mạng xã hội để ông lặng lẽ thực hiện đường tu, nhưng nhóm người vẫn bám theo trên mọi nẻo đường ông đi. Ngay cả khi ông Minh Tuệ tuyên bố tự nguyện ngưng hành trình đi bộ khất thực, các YouTuber vẫn cố gắng săn lùng để ra video mới. Trong khi trước đó, các video lan truyền trên mạng xã hội, người xem dễ dàng nhận thấy cảnh lộn xộn, ồn ào bởi lời qua tiếng lại. Các câu hỏi mang tính chất vấn, thậm chí là những lời mỉa mai, xúc phạm đến từ các bên. Nguy hại hơn, từ những clip đó, nhiều người với ý đồ xấu đã mang ra so sánh với một số người khoác áo tu sĩ, làm giảm uy tín của Phật giáo. Thậm chí, một số người có thần kinh không bình thường đã học theo, gây bất ổn đời sống xã hội. Trở lại câu chuyện bất đắc dĩ trở thành hiện tượng mạng xã hội thì phải kể đến một tháng trước khi những hình ảnh một người đầu trần, chân đất và tay ôm lõi nồi cơm điện đi khất thực xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội đã thu hút sự hiếu kỳ của phần lớn dư luận. Từ đây, những phân tích, mổ xẻ về hiện tượng tên Thích Minh Tuệ này đã xuất hiện ngày một nhiều và dày đặc hơn. Không chỉ trên mạng xã hội mà từ một người lặng lẽ độc hành trên con đường tu học theo những lời Phật dạy thì Thích Minh Tuệ lại thu hút rất nhiều người hiếu kỳ đi theo. Bước chân lặng lẽ suốt 6 năm trở nên ồn ào và để lại nhiều điều đáng tiếc. Để rồi, đến sáng ngày 3 tháng 6, Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, ông Lê Anh Tú, hay còn biết đến là Thích Minh Tuệ, đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Lê Anh Tú, Thích Minh Tuệ, sinh năm 1981 tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn 6, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, hiện không có địa chỉ cư trú cố định, chưa làm căn cước công dân. Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định ông Lê Anh Tú không phải là tu sĩ Phật giáo. Bản thân ông Lê Anh Tú cũng không nhận mình là tu sĩ Phật giáo, chỉ là công dân tu học theo lời dạy của Đức Phật. Bắt đầu từ năm 2017 đến năm 2023, ông Lê Anh Tú tự tu, thực hành hạnh khất thực và đã 3 lần đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại. Trong suốt quá trình đó, việc đi lại và thực hành hạnh nguyện của ông Lê Anh Tú diễn ra thuận lợi, không có khó khăn, cản trở và không gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Năm 2024 là lần thứ tư ông Tú đi bộ xuất phát từ tỉnh Khánh Hòa, theo trục đường chính lên Cao Bằng, Hà Giang. Tuy nhiên, trong hành trình trở về của lần đi bộ thứ tư này đã xảy ra hiện tượng tập trung đông người đi theo ông Lê Anh Tú, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự và cảnh quan môi trường. Đặc biệt, ngày 30 tháng 5 năm 2024 đã xảy ra việc một người đàn ông trong đoàn người đi theo có tên là Lương Thanh Sơn, trú tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, bị sốc nhiệt, suy đa tạng, xuất huyết tiêu hóa dẫn tới tử vong. Tiếp theo đó là ngày 2 tháng 6 năm 2024, có hai người phụ nữ đi theo ông Tú và đoàn người đã bị sốc nhiệt, đuối sức, nằm gục trên mặt đường. Các cơ quan chức năng đã kịp thời đưa đến bệnh viện để điều trị. Trước sự việc đáng tiếc nêu trên, các cơ quan chức năng đã gặp gỡ, trao đổi với ông Lê Anh Tú về việc nhà nước nhất quán chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Chính quyền các địa phương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để ông Lê Anh Tú được đi bộ và hành trì theo ý nguyện. Song, cần phải bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân và sự ổn định xã hội. Ông Lê Anh Tú đã nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Trước đó, khi ông Thích Minh Tuệ chỉ mới trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, Ban Tôn giáo Chính phủ ngày 16 tháng 5 đã có gửi văn bản tới các ban, phòng, tôn giáo, sở nội vụ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban Dân tộc, tôn giáo tỉnh Bạc Liêu về công tác quản lý nhà nước liên quan đến Phật giáo trên địa bàn. Theo đó, những ngày gần đây, trên các trang mạng xã hội phát tán, lan truyền nhiều hình ảnh về một người xưng là Thích Minh Tuệ, trang phục mang hình thức như tu sĩ Phật giáo, đi bộ từ Nam ra Bắc rồi từ Bắc vào Nam, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Về việc này, Ban Tôn giáo Chính phủ cho hay, qua nắm tình hình bước đầu,
Ông Thích Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trước đây, ông Thích Minh Tuệ đã 3 lần đi bộ theo hình thức thực hành phương pháp tu tập Hạnh Đầu Đà từ miền Nam sang miền Bắc và ngược lại, nhưng không thu hút sự quan tâm của nhiều người. Tuy nhiên, lần thứ tư này, hành trình của ông Minh Tuệ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, có thời điểm lên tới hàng trăm người đi theo, làm ảnh hưởng an ninh trật tự và giao thông trên các địa bàn. Trong đoàn đi theo có tín đồ Phật tử, có những người hiếu kỳ và nhóm TikToker, YouTuber quay clip, livestream, đăng tải trên các trang mạng xã hội, tạo nên hiện tượng Thích Minh Tuệ, thu hút sự quan tâm của dư luận và có nhiều bình luận theo các chiều hướng khác nhau. Từ thực tế đó, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị Ban, Phòng Tôn giáo, Sở Nội vụ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm thực hiện tham mưu Sở Nội vụ, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, chỉ đạo các sở, ngành chức năng quan tâm. Khi ông Minh Tuệ tới địa bàn, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người, gây cản trở và ảnh hưởng an toàn giao thông, gây phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt không để các thế lực xấu lợi dụng, xúi giục, lôi kéo, gây mất đoàn kết tôn giáo và vi phạm pháp luật. Trao đổi với Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở địa phương, hướng dẫn tăng ni, Phật tử tu học theo đúng chính pháp của Đức Phật, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và cách thức hành trì của mọi người, nhưng cần đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Thông tin, tuyên truyền để quần chúng nhân dân, tăng ni, Phật tử và nhân dân hiểu về chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo về cách thức hành trì của Phật giáo, không cản trở, làm ảnh hưởng việc tu học đúng chính pháp, vận động chức sắc, tín đồ và quần chúng nhân dân không tập trung đông người nơi công cộng, gây cản trở, ách tắc giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn. Chủ động cung cấp thông tin, định hướng dư luận, không để các đối tượng thiếu thiện chí có cơ hội lợi dụng tuyên truyền, kích động, gây mất ổn định xã hội. Vụ việc sư Thích Minh Tuệ bị các YouTuber, TikToker bám theo, quấy nhiễu trong những ngày qua là một hồi chuông cảnh tỉnh về sự lộng hành của một bộ phận YouTuber, TikToker trên mạng xã hội gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội và cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Sự bùng nổ của mạng xã hội trong những năm gần đây đã tạo nên một sân chơi mới cho giới trẻ, nơi họ có thể thỏa sức sáng tạo và chia sẻ nội dung. Tuy nhiên, thực tế có không ít YouTuber, TikToker lợi dụng sức ảnh hưởng của mình để câu view, câu like bằng những nội dung phản cảm, nhảm nhí, thậm chí là vi phạm pháp luật. Họ chửi thề, nói tục bạt mạng, sử dụng ngôn ngữ thiếu văn hóa, gây khó chịu cho người xem. Họ livestream xâm phạm thô bạo quyền riêng tư của người khác, cổ vũ bạo lực, tuyên truyền thông tin sai lệch, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Một số người lợi dụng lòng tin của người xem để trục lợi cá nhân, lừa đảo, bán hàng giả, hàng nhái. Những sự việc này cho thấy cần có những biện pháp mạnh tay hơn để dẹp loạn YouTuber, TikToker trên mạng xã hội. Luật an ninh mạng đã được ban hành. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm còn gặp nhiều khó khăn do sự phức tạp của môi trường mạng và thiếu hụt nguồn lực. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, các nền tảng mạng xã hội và người dân để giải quyết vấn đề này. Theo đó, cần có khung pháp lý rõ ràng, cụ thể, chế tài nghiêm minh để có thể xử lý tất cả hành vi vi phạm trên mạng xã hội, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các nền tảng mạng xã hội, nhanh chóng vào cuộc xử lý hành vi vi phạm, nâng cao nhận thức cho người dân về an ninh mạng. Các nền tảng mạng xã hội cần có những biện pháp sàng lọc nội dung hiệu quả hơn, có trách nhiệm hơn trong việc quản lý người dùng. Về phía người dân, cần nâng cao ý thức sử dụng mạng xã hội, tránh tiếp cận và chia sẻ những nội dung độc hại. Điều gì thôi thúc Thích Minh Tuệ tu học theo Hạnh Đầu Đà? Trở về thời điểm những bước chân lặng lẽ của Thích Minh Tuệ vẫn đang tiếp diễn, thì báo Người Lao Động đã có cuộc trò chuyện với thân sinh của ông Thích Minh Tuệ. Theo đó, ông Lê Xuân, 84 tuổi, trú xã Iato, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai, cho biết từ năm 1994, gia đình ông từ quê ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vào nơi ở hiện tại để lập nghiệp. Hiện gia đình đang ở trong ngôi nhà 2 tầng khang trang. Gia đình ông Xuân có 4 người con, ông Tú là con thứ 2 trong gia đình. Trong nhà, ông Tú là người con ngoan, học thuộc dạng khá. Học xong phổ thông, ông Tú đi bộ đội. Sau đó, ông Tú theo học trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai. Ra trường, ông Tú làm đo đạc cho một công ty tư nhân. Từ trước tới giờ, gia đình không thấy ông Tú có bạn gái, tư tưởng không muốn lấy vợ. Đến năm 2015, ông Tú bất ngờ xin gia đình đi tu. Con xin thì tôi cũng nói đi tu là một việc rất khó khăn. Đã quyết tâm đi tu thì tu cho đạt.
tu không đạt mà phá giới bỏ về là không được. Ông Xuân kể lại. Sau một đêm suy nghĩ, sáng hôm sau, ông Xuân hỏi lại thì thấy con trai vẫn quyết tâm xuất gia, nên vợ chồng ông Xuân đồng ý cho con đi tu. Trước khi đi tu, ông Tú đã tặng cho người cha một chiếc đồng hồ, một điện thoại, một tủ lạnh và tặng thêm cho cha mẹ mỗi người 8 mét vải vàng. Từ khi đi tu, ông Tú không liên lạc gì với gia đình. Vợ chồng tôi mong con đi tu thì mong cho con chân cứng đá mềm, tu luyện thành đạt, đừng tham sân si gì hết. Đến chết cũng đừng lấy đồng nào của ai, ông Xuân gửi gắm. Theo ông Xuân, mấy hôm trước hai vợ chồng khi xem được video về con mình trên mạng xã hội, thấy con gầy, đen, hai vợ chồng rất thương. Thậm chí vợ ông Xuân rất khổ tâm khi thấy con ngày chỉ một bữa ăn chay. Tuy nhiên, ông Xuân thì thấy đó là rèn luyện bình thường. Cũng theo ông Lê Xuân, từ năm 2015, sau khi ông Tú xin gia đình đi tu, được chính quyền địa phương xác nhận, thì gia đình không liên lạc được với ông. Tuy nhiên, gia đình luôn hướng về con trai nên thường xuyên theo dõi các bước chân của ông Tú thông qua mạng xã hội. Ông Xuân cho biết, ngoài một số thông tin chính xác như gia đình cung cấp, thì có một số người đến nhà hỏi chuyện, sau đó đăng tải lên các trang mạng xã hội những thông tin không đúng, xuyên tạc. Những thông tin này đã gây phiền hà, dẫn đến những cái nhìn sai lệch về gia đình. Cụ thể là việc thông tin trên mạng nói rằng khi ông Lê Anh Tú đi tu thì cha mẹ khóc lóc khuyên con về. Thực tế không hề có chuyện đó. Người ta hỏi gì, có sao thì tôi kể vậy. Nhưng gia đình không khuyên con trai quay về. Con tôi đã quyết đi tu, nghiệp của con là như thế thì gia đình làm đúng tâm nguyện của con. Ông Lê Xuân bộc bạch. Theo gia đình ông Lê Xuân, hình ảnh sư Thích Minh Tuệ ăn bờ, ngủ bụi, mỗi ngày chỉ dùng một bữa cơm chay, thậm chí ngủ ngồi, gia đình rất thương. Nhưng cái nghiệp của con là như vậy thì gia đình vẫn để con đi, chỉ mong con chân cứng đá mềm, ông bày tỏ. Gia đình ông Xuân cho rằng thông tin trên mạng thì muôn hình muôn vẻ. Ông mong muốn mọi người cần tôn trọng khi đăng tải thông tin trên mạng để tránh gây phiền hà cho gia đình. Trước khi quyết định dừng hành bộ, Thích Minh Tuệ đã có những chia sẻ về quãng thời gian tu hành của bản thân mình. Trong đó, trong hành trình tu tập 6 năm qua của bản thân, Thích Minh Tuệ không dùng điện thoại và liên lạc về với gia đình. Tuy nhiên, lúc nào ông cũng nhớ tới công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ và luôn cầu nguyện cho người thân, cho gia đình được may mắn, bình an. Chia sẻ thêm về hành trình tu học của bản thân, Thích Minh Tuệ khẳng định ông không phải là tu sĩ Phật giáo và chưa đạt đến cảnh giới để được gọi là tu sĩ. Theo đó, Thích Minh Tuệ cho biết ông chưa từng nhận mình là tu sĩ, không tu tập và cũng không thuộc bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và bản thân cũng cảm thấy chưa xứng đáng làm tu sĩ bởi đạo đức của mình chưa đạt đến cảnh giới đó. Bên cạnh đó, Thích Minh Tuệ cũng đã gửi lời khuyên tới tất cả mọi người hãy sống đức độ và đừng gây nghiệp ác. Đáng chú ý, cả quá trình hành bộ từ Bắc vào Nam hay từ Nam ra Bắc, Thích Minh Tuệ luôn xưng con với tất cả mọi người, không kể là già trẻ, gái, trai. Trong một lần ngồi nghỉ chân ở một bãi đất trống thuộc địa phận xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, Thích Minh Tuệ đã cho biết ông tên thật là Lê Anh Tú, 43 tuổi. Quê ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1994, gia đình ông chuyển vào xã Ia Tô, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai sinh sống. Trước đây, ông từng có thời gian ngắn tu tập tại một ngôi chùa và pháp danh Thích Minh Tuệ đã được đặt tại ngôi chùa này. Cũng theo ông Thích Minh Tuệ, ông bắt đầu đi bộ tới nhiều tỉnh thành từ năm 2017. Đến nay, ông đã đặt chân đến gần như khắp mọi miền đất nước. Trên bước đường tu hành những năm qua, ông chỉ nghe lời giảng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tập học tu hạnh đầu đà. Tu hành này có 13 pháp khổ hạnh. Người tu hạnh đầu đà chấp nhận những khó khăn trong các vấn đề ăn, mặc, ở. Mặc áo vá, khất thực, ngày ăn một bữa, không nhận tiền cúng dường, khước từ mọi tiện nghi. Cũng vì lý do đó nên ông Thích Minh Tuệ chỉ muốn bộ hành trọn đời và không có mục đích, không nhằm truyền tải điều gì. Bởi mọi điều trong Phật Pháp đã có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chỉ dạy. Ông Thích Minh Tuệ nói, con luôn ước nguyện cho mọi người khi nào cũng được hạnh phúc, sống vui vẻ với gia đình. Cũng theo ông Thích Minh Tuệ, vì quyết tâm theo khổ hạnh đầu đà, nên quá trình đi bộ,
Ông luôn tự nhặt các tấm vải vứt ở bên đường hoặc trong các thùng rác, rồi may lại làm quần áo mặc. Qua các con sông suối, ông dừng lại tắm rửa. Buổi tối, ông thường nghỉ ngơi bên đường hoặc các nghĩa trang. Ông Thích Minh Tuệ nói, đừng ai cho nhiều làm gì, con chỉ nhận vừa đủ một bữa ăn và nước uống vừa đủ dùng thôi. Đối với con thì tất cả hành trình đi bộ đều không khó khăn. Nếu tâm mình an lạc, hạnh phúc và vượt qua được những trắc trở thì sẽ cảm thấy không còn bất cứ trở ngại gì ở phía trước nữa. Trước hiện tượng Thích Minh Tuệ, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị Ban, Phòng Tôn giáo, Sở Nội vụ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm thực hiện tham mưu cho Sở Nội vụ, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, chỉ đạo các sở ngành chức năng quan tâm khi ông Minh Tuệ tới địa bàn, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người gây cản trở và ảnh hưởng an toàn giao thông, gây phức tạp về an ninh trật tự. Đặc biệt, không để các thế lực xấu lợi dụng, xúi dục, lôi kéo, gây mất đoàn kết tôn giáo và vi phạm pháp luật. Trao đổi với Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở địa phương, hướng dẫn tăng ni Phật tử tu học theo đúng chính pháp của Đức Phật, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và cách thức hành trì của mọi người, nhưng cần đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Thông tin, tuyên truyền để quần chúng nhân dân, tăng ni Phật tử và nhân dân hiểu về chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo, về cách thức hành trì của Phật giáo, không cản trở làm ảnh hưởng việc tu học đúng chính pháp. Vận động chức sắc tín đồ và quần chúng nhân dân không tập trung đông người nơi công cộng, gây cản trở ách tắc giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn. Chủ động cung cấp thông tin định hướng dư luận, không để các đối tượng thiếu thiện chí có cơ hội lợi dụng tuyên truyền kích động, gây mất ổn định xã hội. Như vậy, ông Thích Minh Tuệ là người đã thực hành phương pháp tu tập hạnh đầu đà trong một thời gian. Khi thông tin này được đưa ra thì dư luận đã đặt câu hỏi là phương pháp tu tập hạnh đầu đà là gì? Theo như những thông tin từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì pháp hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não cấu trần. Khi Thái tử Tất Đạt Đa, người sau này trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đi qua bốn cửa thành, thấy rõ bốn sự thật của cuộc đời, Ngài đã phát tâm dũng mãnh, dứt bỏ tất cả để xuất gia, tâm sư học đạo với mục đích cứu khổ muôn loài. Ngài đã thực tập tất cả các pháp tu khổ hạnh theo quan điểm tu tập lúc bấy giờ. Cuối cùng, Ngài giác ngộ ra rằng khổ hạnh cực đoan không đem lại lợi ích gì. Đó là hành thân hoại thể, không mang lại sự giác ngộ, giải thoát nơi tâm. Để đạt được thành tựu trên con đường cầu đạo vô thượng bồ đề, phải là con đường trung đạo, không khổ hạnh thái quá mà cũng chẳng hưởng thụ thái quá. Từ đó, Đức Phật đã hướng dẫn tăng đoàn thực hành 13 hạnh đầu đà. Đầu đà là tiếng dịch âm từ Phạn ngữ, có nghĩa là trừ bỏ phiền não cấu trần. Đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh, cho nên cũng được gọi là hạnh đầu đà. Cốt là để tôi luyện tâm thân bằng cách diệt trừ lòng tham trước đối với ba vấn đề thiết yếu của đời sống hàng ngày là cơm nước, áo quần và chỗ ở. Trong Kim Mi Tiên, vấn đáp có đoạn, tại gia tu hành chân chính cũng đạt đạo rất nhiều là khác. Nhưng một vụ sa môn, một tỳ kheo thọ 13 pháp đầu đà là đã gần kề bên Niết Bàn, lại còn lợi ích cho chúng sinh không thể kể xiết. Như vậy có thể tóm tắt về 13 hạnh đầu đà như sau. Thứ nhất, về việc mặc, người tu hạnh đầu đà chỉ mặc 3 y, không nhận thêm y thứ tư. Vải lượm ở nghĩa địa ngoài đường đống rác đem về chắp vá khâu lại thành y để mặc, còn gọi là y phấn tảo, không nhận y do thí chủ may sẵn cúng dường. Thứ hai, về việc ăn, người tu hạnh đầu đà chỉ ăn thức ăn trong bình bát, ăn bằng cách đi khất thực. Khi khất thực phải đi tuần tự từng nhà, không phân biệt nhà giàu, nhà nghèo, không phân biệt thực phẩm ngon dở. Ăn ngày một bữa, ngồi ăn chỉ một lần. Khi đã đứng lên rồi thì không ngồi xuống ăn lại, không cất chứa hoặc để dành thức ăn qua ngày hôm sau. Thứ ba, về việc ở, người tu hạnh đầu đà ở gốc cây, ở rừng, ở nghĩa địa, ở giữa trời, ở chỗ nào cũng được, miễn là an toàn, an ninh. Đặc biệt, chỉ ngồi không nằm, khi ngủ cũng trong tư thế ngồi. Tu khổ hạnh cao đẹp ở chỗ giúp người ta dẹp bỏ được bản ngã, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Tức là
trên là xin giáo pháp của Đức Thế Tôn để nuôi giới thân tuệ, dưới là xin bát cơm của tín thí để nuôi thân tạm bợ này. Qua bát cơm đó để kích hoạt tâm từ bi và hạnh bố thí của con người. Đôi khi chỉ cho một miếng cơm nhưng mở rộng lòng, từ đó giúp người kia gieo hạt giống lành. Chiếc áo giải thoát của người tu đi ra ngoài còn biểu trưng cho lý tưởng giác ngộ. Cho đến hiện nay, khất thực còn tồn tại ở Phật giáo Nam truyền và Phật giáo Khất sĩ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam có quy định không cho đi khất thực nữa. Những chùa tịnh xá có thể tổ chức trong phạm vi của chùa tịnh xá để tái hiện lại công phu, hành trì pháp môn đó để nhắc nhở mình tu. Trong quá trình ông Thích Minh Tuệ đi bộ, nhiều người mang áo giống nhà sư đi theo. Ông Thích Minh Tuệ cho biết họ không phải là đệ tử của mình, nhưng nếu ai muốn đi cùng thì cũng không cản. Cụ thể, ông Thích Minh Tuệ cho biết cũng có thể do dân duyên Phật Pháp, họ muốn đi thì đi, muốn về thì về, nhưng nhớ phải xin phép gia đình. Nếu khi nào cảm thấy không muốn tiếp tục hành trình thì có thể trở về nhà. Đi là để tu tập, tu hạnh, giữ giới theo lời Phật dạy, chứ đi theo để nhận tiền, để phát tán tờ rơi hay để làm những việc khác thì những người đó tự chịu, con không liên quan tới họ. Còn con không liên quan đến tổ chức gì cả. Thời điểm vẫn còn đang thực hiện hành bộ và thực hành phương pháp hạnh đầu đà, ông Thích Minh Tuệ từng nói về việc đi bộ qua các tỉnh thành được nhiều người dân vây quanh chụp ảnh quay phim. Ông Thích Minh Tuệ cho hay ông không cấm cản ai cả nếu họ muốn đi theo. Ông Thích Minh Tuệ cho biết mọi người đi theo con để tập bộ hành, rèn luyện sức khỏe, bước thẳng hàng, giữ yên lặng trật tự thì tốt. Tuy nhiên, đừng nên chen lấn, đừng quay phim, chụp hình, làm cản trở giao thông, rồi la ó, làm sùm lên, rồi sẽ gây hại cho bản thân và người xung quanh. Angela Phương Trinh phát ngôn gây tranh cãi về Thích Minh Tuệ. Những ngày qua, Angela Phương Trinh gây bão mạng xã hội với những phát ngôn gây tranh cãi. Theo đó, những phát ngôn của cô liên quan tới hành giả Thích Minh Tuệ và phương thức tu học Pháp Đầu Đà khiến nhiều khán giả chỉ trích. Trên trang cá nhân, Angela Phương Trinh liên tục đăng tải các bài viết nêu quan điểm bài trừ phương pháp tu hành của ông Thích Minh Tuệ bằng lời lẽ nặng nề, giọng điệu gay gắt. Cô mỉa mai khi cho rằng đây là bộ phim và xem ông Thích Minh Tuệ là diễn viên. Thậm chí, cô gọi những người mang quan điểm khác mình là giặc, những ý kiến không giống mình là truyền thông bẩn. Đỉnh điểm, trong một bài đăng của mình, Angela Phương Trinh cũng thông tin một chiều và không đúng về Phật giáo. Quan điểm này bị cư dân mạng chỉ trích gay gắt khi mang yếu tố xuyên tạc, chia rẽ, xúc phạm tôn giáo. Hầu hết, cư dân mạng đều có chung quan điểm, cơ quan quản lý văn hóa cần phải có những chế tài, trừng phạt thích đáng với Angela Phương Trinh. Không thể để một người mang mác nghệ sĩ hành xử, phát ngôn vô tội vạ như vậy trên mạng xã hội. Cần sớm làm rõ và xử phạt Angela Phương Trinh nếu có sai phạm, không thể để văn hóa bị bôi bẩn như vậy. Angela Phương Trinh ít tài nhiều tật, cần vào cuộc xử lý nghiêm minh. Phát ngôn sảng bậy, từng bị xử phạt nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Đây không phải lần đầu tiên Angela Phương Trinh khiến khán giả bức xúc. Những phát ngôn gây tranh cãi và thậm chí cô đã từng bị xử phạt hành chính vì những phát ngôn của mình. Cô từng bị Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 7,5 triệu đồng vì hành vi cung cấp thông tin sai sự thật về việc chữa trị COVID-19 bằng run đất vào cuối năm 2021. Trước phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng, Angela Phương Trinh đã khóa chức năng bình luận trên tài khoản cá nhân và fanpage có tích xanh. Phát ngôn ngông cuồng của Angela Phương Trinh khiến cư dân mạng đặt câu hỏi: từ đâu Angela Phương Trinh có thể cuồng ngôn đến thế? Cô từng bị xử phạt, từng lên tiếng nhận sai và xin lỗi cũng vì phát ngôn ngông cuồng, sai kiến thức. Nhưng cũng lỗi ấy liên tiếp lặp lại. Có vẻ Angela Phương Trinh không hề sợ những án phạt. Cũng có ý kiến cho rằng vì án phạt không nặng, chỉ 7,5 triệu đồng cho hành vi phát ngôn gây phẫn nộ, nên Angela Phương Trinh vẫn mặc sức nói, bất kể những điều nói ra sai kiến thức, lệch tri thức và có thể dẫn đến hành động phỉ báng người khác, tệ hơn cả là cả một cộng đồng. Trước đó, vào thời điểm chia sẻ về cách chữa COVID-19 bằng địa long rồi nhận về cơn bão chỉ trích vì cư dân mạng cho rằng không nên lan truyền những thông tin sai lệch về việc chữa trị COVID-19. Thực tế, đến thời điểm hiện tại, chưa có cơ sở khoa học nào khẳng định địa long có thể giúp chữa trị COVID-19. Trước làn sóng chỉ trích từ dư luận, tối 21 tháng 8, Angela Phương Trinh đã lên tiếng về tranh cãi này rằng bản thân đã tìm hiểu qua các trang báo chính thống của cơ quan ngôn luận và thấy được địa long có tác dụng trị các triệu chứng sốt, ho, khó thở và mệt mỏi. Angela Phương Trinh chia sẻ,
Ai cũng có lỗi, tôi là người phàm thì cũng có lỗi. Sai chỗ nào tôi nhận chỗ đó, sai là tôi sốt ruột muốn giúp bà con, tôi xin chịu phạt về cái sai đó. Bên cạnh đó, cô cũng khẳng định không chống lại việc công bố bất cứ một thuốc điều trị nào của nhà nước mà chỉ tranh thủ bảo vệ mạng sống của mình, của người thân và cộng đồng. Cô cho rằng đây là quyền lợi và nghĩa vụ căn bản mà mình có. Với những ý kiến cho rằng Angela Phương Trinh quảng cáo PR cho loại thuốc đông y từ Địa Long qua những bài đăng của mình, cô tuyên bố sẽ mời cơ quan chức năng vào kiểm duyệt, điều tra mục đích của những người nói mình quảng cáo thuốc, trong khi chưa đưa ra được bằng chứng pháp lý nào. Angela Phương Trinh chia sẻ, tôi tha thiết yêu cầu công an và cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh, thanh minh cho tôi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi. Tác dụng điều trị bệnh COVID-19 của Địa Long chưa được chứng thực bởi một bằng chứng khoa học nào. Đây chỉ là bài thuốc dân gian, không nằm trong danh mục điều trị COVID-19 của Bộ Y tế. Là một người nổi tiếng với hàng trăm ngàn người theo dõi trên mạng xã hội. Kể cả khi Angela Phương Trinh tin tưởng vào bài thuốc Địa Long này đi nữa, thì việc đăng thông tin chưa kiểm chứng gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc trị bệnh COVID-19 là điều không nên. Trước khi ở ẩn, Angela Phương Trinh từng là cái tên gây bão của showbiz Việt những năm 2010 đến năm 2013. Phương Trinh bắt đầu được khán giả để ý và yêu mến khi vào vai cô bé Diệp xinh xắn, đáng yêu trong Kính Vạn Hoa, một bộ phim ăn khách dành cho thiếu nhi và thu hút khán giả trong thời gian dài. Sau đó, cô tiếp tục gây xúc động với Vi trong phim Mùi Ngò Gai. Đặc biệt, năm 11 tuổi, Phương Trinh tạo nên một cú hích với vai diễn Bà Mẹ Nhí. Cũng từ đó, Phương Trinh được khán giả yêu mến gắn cô với hình tượng Bà Mẹ Nhí, dễ thương, trong sáng. Khởi đầu con đường phim ảnh từ khi còn 6 đến 7 tuổi, có gần 50 vai diễn, trong đó nhiều vai diễn để đời. Phương Trinh tỏa sáng như một ngôi sao nhí phim truyền hình lúc bấy giờ. Vẻ đẹp trong sáng cùng lối diễn tự nhiên, nhập tâm của cô khiến khán giả và giới chuyên môn hoàn toàn có quyền hy vọng cô sẽ trở thành một tài năng điện ảnh trong tương lai. Thế nhưng lớn lên, Phương Trinh càng gây thất vọng cho khán giả và những người yêu mến cô. Bắt đầu từ năm 17 tuổi, Bà Mẹ Nhí đã có sự thay đổi đến chóng mặt như để chứng minh rằng mình đã trở thành người lớn. Phương Trinh ngây thơ, hồn nhiên ngày xưa giờ được thay thế bằng một Angela Phương Trinh thích trưng diện, xe xua, mặc gợi cảm. Cô thường xuyên khoe dáng trong những bộ bikini, nội y nóng bỏng. Đi kèm với cách ăn mặc phản cảm là những phát ngôn gây sốc và những trò lúa bịch đến khó lòng chấp nhận. Những phát ngôn của Phương Trinh luôn trở thành tâm điểm của bão dư luận như có đại gia có thể bỏ ra 20.000 USD chỉ để gặp Trinh một lần, sẵn sàng kiểm tra trinh tiết để phủ nhận tin đồn bán dâm, chụp nội y vì cắt xê hậu hĩnh hay thưởng 1 tỷ đồng cho ai phát hiện sẹo dao kéo. Thậm chí, cô còn công khai tình cảm với đại gia và gây sốc với chiếc mũi thẩm mỹ nhọn hoắt, đơ cứng. Đỉnh điểm nhất là ăn mặc hở hang kèm màn đu múa cột kích dục, phản cảm tại các quán bar trong thời gian gần đây. Huy hoàng khi còn nhỏ, vụt tắt khi lớn lên, từ một tên tuổi được yêu mến, Phương Trinh trở thành người bị công chúng chỉ trích dữ dội. Có nhiều lý do lý giải sự nổi loạn và đánh mất quá khứ vàng son này. Sự nổi tiếng quá sớm, danh tiếng và tiền bạc đến quá nhanh đã khiến cô ảo tưởng, muốn làm người lớn, chối bỏ hình tượng đã từng có hay là áp lực từ công chúng đã khiến cô phải thay đổi. Bởi lẽ khi trưởng thành, các sao nhí đều phải nỗ lực để lột xác, tìm kiếm được hình ảnh phù hợp với bản thân, thị hiếu khán giả. Vinh quang bao giờ cũng đi kèm với đắng chát, sự nổi tiếng bao giờ cũng đi kèm với mặt trái của nó là sự tai tiếng, nhưng không phải ai cũng có đủ bản lĩnh để vượt qua và giữ được mình trước cám dỗ. Sau những ồn ào không đáng có, Angela Phương Trinh quyết định ở ẩn cho đến năm 2020, cô bất ngờ tái xuất. Từng gây khá nhiều ồn ào trong chuyện đời tư lẫn việc tham gia phẫu thuật để chỉnh sửa nhan sắc. Một dạo, Angela Phương Trinh khiến nhiều khán giả thấy tiếc vì nhan sắc sâu dao kéo không làm cô đẹp hơn. Nhưng với lần xuất hiện này, cô khiến khán giả kinh ngạc bởi vẻ ngoài thanh tú và hài hòa của mình. Thậm chí, chiếc mũi dao kéo thảm họa ngày nào hoàn toàn biến mất. Từ sau khi tạm xa Vbiz, Angela Phương Trinh tận hưởng cuộc sống khá bình dị. Cô ăn chay trường và thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện. So với hình ảnh Bà Mẹ Nhí liên tục vướng thị phi năm xưa, Angela Phương Trinh này đã thay đổi 180 độ. Hình ảnh mới của Bà Mẹ Nhí lập tức được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn, đa phần dành lời khen ngợi cho nhan sắc ngày càng thăng hạng và thay đổi tích cực của Angela Phương Trinh. Tưởng chừng như Angela Phương Trinh đã khác, tuy nhiên thời gian trở lại đây, những phát ngôn của cô trên mạng xã hội đã bị cư dân mạng ném không ít gạch đá.
Em gái của Angela Phương Trinh, Lê Ngọc Phương Trang cho biết, Angela Phương Trinh không còn là người mà cô biết trước đây. Chị con cũng không còn là người chị mà con biết của trước kia. Phương Trang cho biết, con và gia đình rất lo lắng cho chị con, vì từ lâu chị con đã không liên lạc với gia đình. Cô cho biết thêm, theo chia sẻ của Phương Trang, gia đình cũng chỉ biết thông tin về Angela Phương Trinh qua tin tức trên mạng. Phương Trang còn đăng kèm ảnh chụp màn hình tin nhắn có nội dung khuyên nhủ chị gái vào ngày 1 tháng 6. Tuy nhiên, không chấp nhận được phản hồi từ Angela Phương Trinh. Trở lại câu chuyện Angela Phương Trinh nói về Thích Minh Tuệ. Đến thời điểm hiện tại, trang cá nhân, bài viết nào cũng nhận được lượt thả tương tác phẫn nộ cao. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.